căng nhỉ, căng nhỉ, căng ấy, căng ấy, chơi liệu choáng ấy. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho bạn coi thêm một video nữa. Và được rồi các bạn ạ, ở cái video này là mình sẽ tiếp tục là sử dụng cái bộ đồ Ben 10 như bình thường. Và mình sẽ sử dụng cái bộ đồ này leo danh và cũng như là đi hạ ngục tất cả những thiên nhiên ở quanh khu thung lũng này như thường lệ anh em nhá. Đó, thì trước mắt để có thể làm được điều này chúng ta phải kiếm cho mình cái khẩu súng cái đã. Đó, ok rồi nhá. Chưa gì đã có được một khẩu bắn tầm cầm nữa cả, một khẩu là bắn tầm xa này. Rất là ok luôn. Đây, chúng ta sẽ sang thử căn nhà bên cạnh xem nào. Có đi không? Ui, tôi nghe tiếng chân, nghe khá là gần anh em ạ, nhưng mà vẫn chưa thấy người đâu. Ở bên này có AUG này, lấy luôn. Được rồi, ok rồi nhá. À, cái này. Oa cái rồi, rồi ơi, vỡ đầu luôn cho con chó. Rồi ôi. Ui, ok luôn anh em ạ. Ngay từ lúc cái lúc đầu tiên ấy, chúng ta đã có được cái hạng ngủ rồi. Ok. Ơ, có lắm nữa này, thằng này. Thằng này nữa này, ui giời, vãi cả trưởng luôn, hai thiên nhiên cứ tự lọ mọ vác xác ra. À, lại chuẩn bị đã có thiên nhiên thứ ba nữa rồi này. Nào ra đây, từ từ bình tĩnh nhá, để tôi cuốn máu cho đầy đã. Thiếu có 7 HP rồi, là tròn 200 HP rồi các bạn. Nào, đâu rồi, thiên nhiên kia đâu rồi. Vừa nãy nghe tên súng là đang bắt đầu là đang lọ mọ chạy em khu này rồi đúng không? Biết ngay mà chạy đâu, chạy đâu của đắng. Ra đây, tôi xử tội, ra đây. À, dám ra cái khu này mà chưa xin phép thôi à? Ra đây, chạy đâu con chó này. À, ok, à, lại một thằng nữa là sao ra con chó à? Vỡ đầu là con chó, cái thằng nào dám cắn chỗ mình chó nó vỡ đầu nó không có nhiều. Từ nhá, phòng qua phía đằng sau luôn. Đâu thì cái kia đâu rồi, nãy giờ nó chắc chắn là đang ở gần cái cuối tôi. À, ta thấy cái chân mày lòi ra rồi nhá, mày đừng mà chạy nhá. Đây rồi, đuổi ở ngay phía sau mày luôn. Mày chạy đâu, à, mày bắn à, bắn này đây mày, ra đây solo, sao không phải núp xong ra gì? Núp xong ra đâu cái gì bạn ơi, à, lại trốn à, trốn đâu, chạy đâu phải đắng. Chạy đâu phải đắng em ơi. Rồi ôi, bơ đầu 3-4 thằng ở quanh khu ấy luôn. Ngay từ lúc đầu game cái là có 4 cái mạng của đầu tiên rồi. Quá là easy đấy em ạ. Đùa với ai, đùa với tôi là mấy ông sai rồi đấy. Được rồi, thì nãy giờ là vừa đấy là mình có hạng ngục thi ở trên căn nhà gỗ này. Chúng ta sẽ lên phía trên và lúc kéo hòm xác của mày luôn nhá. Ơ, có một thằng nó trú ở trong này này. Đây, tôi thấy rồi. Nào, vỡ đầu này con chó. Rồi ôi, trú ở trong nhà này con. Mày tưởng chú trong nhà không nhìn thấy à? Mắt tôi là tia gái hơi đỉnh ấy. Em gọi là ông chú trong khe à? Chẳng lẽ tôi không biết đấy. Từ nhá, xuống phía dưới này luôn này. Có xe để đi. Ơ, lại một thằng nữa. Mẹ bọn này, muốn chết à? Muốn trầu trời thì ok nhá. Tôi sẽ giúp mấy ông trầu trời luôn. Lên tiền đàng luôn, không nói nhiều. Được rồi, vậy là hiện tại là mình đã có được cái mạng thứ 6 rồi. Và để có thể lúc cái hòm sao an toàn ấy, chúng ta phải gọi là dựng cái quòng keo anh em ạ. Đó, đây quần máu cho đầy này. Quá là ok luôn. Mình sẽ vứt cái bỏ tay xuống vai. Ây, vãi chửa thằng nào chơi xuống bất tỉa đây. À đây. Vãi cái chửa nó thi ra phía sau à? Nãy giờ cắn trộm tôi à? Nào ra đây. Đừng có mà gọi là núp sau với mẹ như thế nhá. À, gọi là bố mẹ ông dạy như thế à? Gọi là đi bắn người ta xong rồi không chịu trách nhiệm à? Nhố nhà nhăng vớ và vẫn phải dạy thằng này bài học thế mà không để chứng được. Mày chạy đâu? Chạy đâu? Ui, vào đâu rồi? Mẹ, thầy thêm một viên nữa thằng này chắc chắn là lên bảng lên số rồi mà vẫn lo mò nó chạy được vào phía bên trong ấy mà. Lẹ láo nháo thật sự luôn đấy. Từ từ để tôi cuốn máu cho đầy đấy nhá. Ok được rồi, chúng ta chạy thẳng xuống phía dưới luôn. Mẹ tiên sư con lợn này ra mắn mình cho đấy là chạy à? Láo nháo thật sự luôn. Nào nó bắt đấy à? Đấy, tôi biết ngay mà, thằng này nó chỉ ở cái góc tường nó canh thôi. Ra đây, không phải lúc thế đâu. Ây à, tí nữa đi trúng rồi nha. Được nha, nhưng mà tôi né gọi là cứ phải gọi là hơi bị thần sầu ấy, ông hiểu không? Tự bắn tôi mà dễ á. Từ từ để tôi trú vào trong nhà luôn nhá. Nào trú vào góc này y hệt cái cách mà thằng kia nó vừa làm này. Đấy, gọi là làm quả là gậy ông đập lưng ông luôn. Uầy, trong này có bao nhiêu bươi luôn này, hết sảy luôn. Thôi xong rồi, có bao nhiêu bươi bã xà thằng này. Gọi là bắn cho thằng này cháy máy luôn em ạ. Nào, loa đầu ra. À, đây, nó vẫn chưa lên trên anh em ạ. Chưa lên trên thì ông chết rồi. Thôi xong rồi, quả là chúng ta chạy ra phía bên ngoài là thằng này chắc chắn là nó sẽ bị hạ ngục luôn. Mày không lưu ở đâu ấy, mày đi đâu ấy. À, bắn đi. Trời ơi, tôi bóp rái mình kìa, ngu gầy chưa bạn ơi. Ơi, người ta, tôi chỉ tặng ông một chữ thôi, đấy chữ ngu phải không? Ngu này là trong ngu người. Kéo hiểu kiểu gì ấy, tự câu lưu chất mình luôn. À, bò lằng nữa này, mày chạy đâu? À, vỡ đầu kìa, ui, nó vẫn lo bò nó chạy đi kìa. Sao lại thế? Chạy nhanh thế bạn ơi, từ, để nó chạy đạp thẳng ra cái vị trí của mày luôn nhá. Làm câu của lý choáng cho nó mù mắt này mà. Nào ra đây, chạy làm sao được. Ây à, quả lý choáng không tới à? Mình đi móc vào phía sau nhá. À, đây rồi. Đây rồi, thì sao đang đợi tôi ở phía đằng sau như kiểu là chó đợi chủ là về nhà đúng không? Trời ơi, tôi mà biết sớm mà tôi gọi là chạy đến tôi gọi là ngay và luôn rồi. Không phải chần chừ được cái gì nữa. Ở bên dưới, có thằng nữa đây. Trời ơi, mắt tôi hơi loạn tí nhá, được cái là có cái ống gắm nhiệt nhá. Nhìn căng đét luôn em ạ. Ơ, mẹ thằng này, mày láo à? Ngáo à? Ngáo em ơi, tôi sợ dựng mông kèo ở đâu đấy. Ta bắt ở phía trên này mà. Ngáo ngà, ngáo ngơ, ớt át ơ, chả hiểu kiểu gì đâu em ạ. Phải thanh niên này, như này à, hỏng rồi. Ok nhá, thế lại có thêm cái hòm sắt nữa để chúng ta gọi là trưng dụng rồi em ạ. Ok, nào. Đây có cái ống kính thường này được này, bình tĩnh nhá.
để tôi ngó ngó trên ngó dưới ngó phía sau ngó cả phía trước nữa chứ không cần thằng cái đấy. Nghe thấy gì chưa, đã bảo rồi mà, vừa nói cái không để ý cái lại, có một thằng đi cắn trộm. Nghe tiên sư cứ bắt đầu là lên danh nó cao cao một tí là bắt đầu là có gọi là có khối thằng nó đi toàn đi muốn đi cắn trộm bình thường anh các bạn. Mẹ tiên sư nó chứ, từ tôi cũng mò chỗ này đã. Ok, quả này là lên xe chạy thẳng ra vị trí thằng này luôn nhá. Ok được rồi, lên xe luôn nào. Vừa để thằng nào gặp bắn trộm mình đây này, phía dưới này đúng không? Đâu? Ô, thằng này lại lo mó chạy đâu rồi, vừa lại bắn nhau đi gọi là cắn trộm nhau thì nhanh lắm cơ mà. Tôi phóng xe, tôi phi xe đến lại không thấy đâu mẹ. Chạy mất xác luôn em ạ, chạy mất xếp luôn. Mẹ biết kiểu gì, từ từ. À đây đây đây, tôi vừa thấy đàn đó là đang ở trong căn nhà gỗ nhá, nghi lắm. Sử dụng cái mi đôn cho chắc nào. Nào, đúng không? Đúng không? Có thấy không? Không thấy nhỉ? À đây đây đây, chuẩn rồi, chuẩn bài rồi, mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Nào, mày chạy đâu con chó này? Rồi ôi, vẫn còn sống à? À hai thằng này có mạng của mẹ. Thằng nào sống sai hơn? Thằng nào súng dài hơn, ai à, súng nó khỏe ghê luôn mọi người. Hay nó bắn vào đầu mình nên là nó vỡ được cái mảng của vẽ nhanh hơn nhỉ. Kỳ lạ thật sự luôn đấy, không sao. Nói chung là mình vẫn còn toàn mạng là ok rồi. À chạy à, chạy à, bắn nhau xong lại chạy. Ơ, vãi trưởng, thằng bắn phát nào là trượt phát đấy luôn các bạn. Dị thật đấy, khẩu này bắn hơi kỳ chứ không phải là do cách bắn mình đâu nhá anh nhá. Nào nào nào, câu liệu đi, câu liệu đi khi còn có thể không ấy. Nào, trên tay cầm quả liệu nào, thế tay tôi là cầm khẩu súng bắn vỡ cả đầu luôn này. Trời ơi, tưởng như thế nào, dành con bố láo mất dạy, chỉ đi cắn trộm là không ai bằng thôi. Chứ ra solo tụi em vả cho không trượt phát nào, lại về mếu máu đi vách mẹ ngay chứ đùa đâu. Đây, phía dưới này này. Thế cái gì nhá, ở chỗ cắp treo kìa. Vừa thấy là một thằng lo mõ chạy vào nhà kìa. À nào. Mất bạn à? Mất bạn à bạn ơi. Phải trưởng luôn, đứng gọi là đứng thờ ơ ra, không hiểu kiểu gì luôn đấy. Thì điển chắc là đang chơi game xong bị mẹ ganh rồi. Vì vậy mẹ ganh mẹ bảo là mẹ mày, mẹ bao nhiêu ngày giờ không học, mẹ suốt ngày chơi game vụng gì, kiếm ra tiền không? Đấy, thế là bị vả cho không chơi phát nào. Được rồi nha, chúng ta vẫn đang lo mõ quanh khu tụt lỗ cái gì đây? Trời ơi, tôi đang mới chạy ở xung quanh khu này thôi mà sao hết thằng này đến thằng khác, gọi là nó cứ ra nó bắn tôi là sao nhỉ? Mặt tôi đâu phải cái hồng tâm đâu mà cho mấy ông úp mặt vào hả? Ba vớ vẩn, nhũng nhà nhằng. Được rồi nhá, cuốn máu cho đầy đã. Đó, nói chung là hiện tại là mình đã có 11 kill rồi. Ô, một thằng này chạy xe máy này bạn này, vãi cả triệu luôn. Mình chạy xe ngang qua mặt mình mà gọi là không thèm chào hỏi một câu à? Nhũng nhà nhằng sao bất lịch sự đấy hả? Không có gọi là cái tính ông đúng là cái thằng gọi là phải gọi là vô văn hóa các bạn. Giờ đây quả này tôi cầm liệu lên tôi câu thẳng mặt thằng ấy luôn này. Nào nào, ok nhá, thằng này cũng chơi quả liệu câu hơi căng ấy nhá, nhưng mà liệu tôi liệu đổ nhanh cơ. Căng nhỉ, căng nhỉ, căng ấy, căng ấy, chơi liệu choáng ấy vãi trưởng. Quả mình giữ hơi lâu em ạ, các bạn là quả thấy là nó đã câu liệu ra chưa kịp bỏ ra, may mà bỏ ra kịp thời với cả có cái trang bị đáp chống nổ nữa, không quả đấy là mình đây bảng đếm số luôn rồi anh em ơi. Nào nhưng mà quả này không thế đâu, quả này là cho thằng này nó nổ banh xác luôn các bạn. Nào ăn đi, ăn liệu đi em ơi, ăn liệu đỡ. Vai chưa có mất máu kìa, mẹ Sida thế nhở. Nào thêm quả nữa, quả này chắc chắn là phải trúng ạ. Ui rồi ôi, đúng cái lúc bao bay lò mặt ta đen lắm ông vợ, ăn mừng luôn này. Người ba vẫn là ba con xe máy cùi mà đuổi đua với cả bạn chắc cả. Tự xem lại bản thân mình đi, sám hối đi. Ây, vai trưởng luôn, ai ai nào, thanh cuối láo nhở. À láo nháo thật sự luôn đấy. À càng nhá, à chưa sổ căn để bo cuối là mình hơi bất lợi em ạ, bởi vì mà B40 thì nó bắn gọi là tầm gần, nhưng mà nếu mà so với sổ căn vẫn có lợi thế hơn anh em nhá, nên là nên giữ khoảng cách với cả thanh niên này. Nhưng mà bù lại thì sổ căn thì hơi khó vượt vào đầu em ạ. Mày ra đây, ui mày ra đây, ui rồi ôi, may mà mình ở chỗ địa hình hiểm trở, không quả đấy mình lên bảng đếm số mất tiêu luôn này. Nào lọ cái đầu mày ra, mẹ nhà mày, mày ra đây, mày chạy đâu, làm ăn của lũ đại đi, ăn của lũ đại đi em ơi. Thằng nó chỉ chạy quanh ai ê đâu đâu ui mẹ tiệt sư, nó chưa gì nó móc mỏng ở phía trên rồi, nhanh chân nhanh tay ghê nhở. Thế thì tôi cũng thế nhá, bắt triệu này luôn này. Đâu rồi, ra đây. À nghe thấy chân mình rồi à, căng nhở. Ở đây cứ gọi là xích dép đi mà chạy thôi. À giáp solo của mình đâu, ui giỏi ơi, đấy lại đi cắn trộm mẹ tiệt sư chúng nó. Cái máu cắn trộm nó thấm vào trong cái gọi là cái máu của chúng nó rồi sao ấy, thằng nào thích đi cắn trộm là sao. Tôi có làm gì mấy ông đâu mà mấy ông gọi là cứ gọi là đối xử với tôi tệ bạc như vậy hả? Từ từ là nó bắt đầu là lò cái chân ra nữa này. Trời ơi, phải nhảy ra dựng mông keo ngay. Không phải là tôi bắn cái què chân lúc đấy là thành gọi là người một chân và thao và đi đeo danh nhá. Nào, thằng thọt chân này nữa. Mày đùa tao à? Từ nào, bo đang thủy nơi rồi. À vẫn còn ở sau mấy cái tảng đá ấy được. Hay lắm một chó này. Ok, vậy là như mọi người thấy là hiện tại là cái vòng bo của ta chỉ còn duy nhất thêm cuối này thôi. Và thằng này nó sống phải gọi là sức sống rất là mãnh liệt rồi anh em ạ, rất là lì luôn. Nãy giờ là vẫn chưa chịu lòi mặt ra, gọi là cứ cắn cho mình được một phát xong dạy chú vào cái tảng đá. Mẹ thật sư vậy nó. Mày ra đây.
không phải trốn, không phải trốn như thế đâu. Rồi ôi, sao vẫn trú trong tảng đá được vậy? Thằng này như kiểu là giống kiểu không gỗ không anh em, nó sinh ra trong vách đá, méo chữ ra luôn. Cần được kinh cho mấy phát đâu hả? Này, bắt đầu thu rồi này, chắc là chúng ta sẽ phải di chuyển xuống phía dưới trước rồi. Thì nếu mà ở mã trên này là đó, đứng. Ai làm thế? Làm người ai đi cắn trộm nhau thế? Chỉ chờ thời cơ nó bắt đầu là nhảy xuống nó bắn. Đúng là cái thằng tiểu nhân bị ổi nữa. Ok, mày thích xuống tao xuống này, tao xuống này, xuống mà chơi này. Đấy, cái mặt tao này, mặt tao như cái mặt thớt này, ra đây mà bắn này. Và vớ phẩn, chơi thật dễ á. Nhà. Ok, vậy là hiện tại mình đã dành tôi một rồi, và nếu như em thấy video này ngay thì em đừng quên để lại cho mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube để có thể là ủng hộ cho mình anh em nhá.